năm 2020 vừa qua, thành phố Siem Reap, một trung tâm du lịch lớn của đất nước Chùa Tháp, nơi có kỳ quan Angkor Wat, đã quyết định cấm ăn thịt chó với chế tài nghiêm khắc bằng án hình sự và phạt tiền. Hành động pháp lý này được chú ý và loan tải bởi các cơ quan truyền thông quốc tế như BBC, phản ánh nỗ lực ngăn chặn ham muốn ăn thịt loài vật trung thành này, gần gũi gắn bó với con người bất luận cổ kim Đông Tây. Thống kê cho thấy hàng năm hàng triệu con vật này bị giết thịt ở riêng Siem Reap, và có ý kiến cho rằng sự phát triển ngành kinh doanh thịt chó ở địa phương đến từ du khách quốc tế như Hàn Quốc và các xứ sở sùng bái sự ngon của món ăn từ chó. Tình trạng giết mổ, nuôi nhốt, chế biến chó đã tăng trưởng nhanh ở châu Á, khiến một số địa phương ở một số quốc gia với nhiều cách thức ra tay bảo vệ loài chó. Trong đấy, hành động pháp lý của Siem Reap là nỗ lực mạnh mẽ. Khó có loài vật nào sớm đồng hành cùng con người trong lịch sử sinh tồn như loài chó. Chó có hoạt động não bộ phát triển, lại thân thiết với con người, làm được nhiều công việc tinh tế nếu được huấn luyện. Chính lòng trung thành, trí khôn, sự gắn bó với con người mà từ lâu chuyện ăn thịt chó hay bạc đãi loài chó đã bị lên án với những mức độ khác nhau mang khuynh hướng đạo đức. Phật giáo trọng sự sống muôn loài, từ vi trùng, sinh vật nhỏ bé đến chính loài người, trong đấy chó là loài vật đại kỵ. Một loài vật khôn ngoan, trung thành, mật thiết với con người, biết mừng vui chia sẻ với chủ như loài chó, nỡ lòng nào đánh giết xẻ thịt để thỏa mãn các giác quan. Quyết định của Siem Reap không phải ngẫu nhiên gây chú ý cao của truyền thông trong bộn bề đại dịch. Càng vui mừng cho môi trường văn hóa một trung tâm du lịch nổi tiếng của nước bạn, và tin rằng quyết định ấy quảng bá tốt cho hình ảnh thành phố với bạn bè quốc tế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.